Hello, xin chào cô chú anh chị, bạn đến bữa gần ngày hôm nay. Hôm nay em cũng nhận hai bò cá của chú chị, một con bô xin nha và một con kem nha. Hai con bò này có đẻ một lứa hết cô chú anh chị. Con bô xin này lai ra man chút xíu cô chú anh chị. Chúng ta hay bự tí nha. Mặt này nè cô chú anh chị, cái đầu này rất là đẹp luôn cô chú anh chị, đầu mặt mô rất bị xì nhưng mà được luôn nha. Bò này lẻ là, nói chung là hai con này con nào cũng đẻ lứa hết cô chú anh chị. Con này là anh của nhà anh mới tin được một tháng của anh chị. Đây. Bò này chân móng của chú anh chị rất là đẹp của chú anh chị. Đây. Bò quá đẹp luôn của chú anh chị, gúng là gúng chiền luôn nha. Nè. Cái mặt nè, của chú anh chị nhìn thấy ghiền không? Y xì nhưng bò đực luôn nha. Nè, lông da nó nhuyễn nè. Quá trời con bò luôn của chú anh chị. Đây. Con bò này sau sân khu em đo là 1m3 của chú anh chị. Con bò này là anh chủ nhà anh có tin vô được một tháng rồi nha, lông da nó nhuyễn của chú anh chị ơi. Con bò đẻ lứa là đầu tiên luôn nha. Kế bên cũng là một con cam pháp luôn nha. Con cam pháp này là cũng đẻ một lứa rồi của chú anh chị, nhưng mà nó đang lên giống nha. Chủ nhà tách ra chú ơi, chủ nhà bán, chủ nhà không có tin vô chú anh chị. Con bò này sau chân khu em đo là 1m4 nha, trái tích đều được nghiêm chỉnh hết của chú anh chị. Bò quá trời đẹp luôn chú anh chị ơi. Nè, nó dài cái đầu thần tượng luôn nha. Hai con bò có mức giá là 43 triệu. 43 triệu là em bao ship vòng trăm cây số nha. Nếu mua hai con là em bao ship vòng trăm cây số nha. Nếu mua lẻ ra không là con kem này là 12-21 triệu của chú anh chị. Mua lẻ ra không là 21 triệu là không có bao ship nha. Đây. Quá trời tặng nhất của chú anh chị ơi. Sáng lưng chính luôn nha của chú anh chị. Nè chân nè, nó rất là to của chú anh chị ơi. Nè. Quá trời bò luôn nha. Đúng yếm nè. Bò này tặng nhất của chú anh chị ơi. Xá đất từ nghiêm chỉnh nha, bò này là bao giật lỗi nha, không có ốp xe, không xuống cúm gù hết của chú anh chị. Con kem nha. Hai con bò này được cứ giá là 43 triệu, 43 triệu làm bao ship vòng trăm cây nha. Và mua tách ra là con kem này là 21 triệu của chú anh chị. 21 triệu nha, là không bao ship nha. Đi bước kìa. Còn con bô xin này là phối tinh được 1 tháng rồi nha. Là bô xin này nếu mua gọi ra là con này là 22 triệu chú anh chị. 22 triệu là giá tại chuồng nha, không có bao ship luôn nha. Nếu mua hai con 43 triệu em mới bao ship nha. Ở con bò của chú anh chị ơi, rất là đẹp luôn, bô xin cực kỳ luôn. Bô xin lai ra man tí nha. Đầu nè. Mặt mô rất là đẹp luôn. Thì bò có đẻ rồi em bảo hành của chú anh chị mà trong vòng 3 tháng nha. 3 tháng nếu trục chặt lòi lú gì thì sẽ chở bò về nha. Và tiền sẽ hoàn lại đầy đủ cho chú anh chị mình nha. Đây nè. Nó đang lên giống luôn nha, con bò kem này đang lên giống của chú anh chị. Nhưng mà anh chủ nhà anh bán ảnh không có phối tinh vô nha. Tàn nhất của chú anh chị ơi. Sao trong khu em đo là 1m4 của chú anh chị, một em quá trời một em luôn nha. Tàn nhất tầng độ luôn nha. Lông da nó nhuyễn của chú anh chị ơi. Chân rất là to luôn. Còn bô xin này là yêu kìa. Cái bô xin là anh chủ nhà anh phối vô được 1 tháng rồi nha. Bò này nói chung là xoay tích nghiêm chỉnh hết nha, xoay lưng chính luôn nha. Hai con bò này là em bao thật lỗi của chú anh chị, không có ốp xe, không xuống gúng gục hết nha. Quá trời bò đẹp của chú anh chị nè, lông da nó nhuyễn mứt luôn nha, rất là tốt luôn. Mình mua về để làm giống là rất tốt của chú anh chị. Hai con này là 22 triệu, 22 triệu là giá tại chuồng nha. Còn nếu mua hai con là 43 triệu, 43 triệu là em bao ship vòng trăm cây. Con này là 21 triệu chú anh chị, 21 triệu nha, mua lẻ ra là 21 triệu nha. Tặng nhất của chú anh chị. Con bò này đang lên giống nhưng mà chủ nhà không có phối tinh vô chú anh chị. Anh báo ảnh không phối tinh vô nha. Đây. Rất là đẹp luôn. Hai con bò này bộ độ của chú anh chị ơi. Rồi nãy giờ cũng như đặt cập nhật thông tin những hình ảnh của hai con bò cái này rồi. Nếu cô chú anh chị nào cảm thấy thích mua về để làm giống thì alo nha. Số điện thoại của em để trên màn hình. Đến đây thì em kết thúc luôn tại đây nha.